你好，chào cậu anh, Hồ. chào cậu. Tôi muốn lấy cái đồ. Tôi muốn lấy món đồ. Được, vào. Mời anh đi vào bên trong. Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Chào cô, tôi muốn lấy đồ. Xin hãy để giấy xác nhận và chìa khóa. Giấy xác nhận quên mang, chìa khóa thì tôi có. Vậy anh ký tên vào đây đi. Mời đi theo tôi. Cảm ơn. Mời vào trong. Mời vào trong. Mời. Đội trưởng Tô, đợi anh lâu rồi. Sếp, bắt được rồi. Tô Tâm Tĩnh bị bắt rồi. Người đâu? Bị đưa tới phòng thẩm vấn rồi. Sở tỏa bắt ngay tại trận. Tôi biết chắc chắn hắn sẽ đi. Nhưng không ngờ là sớm như vậy. Sếp, anh đúng là hay thật. Sao anh biết hắn ta sẽ đi? Bởi vì hắn nguyện tin tưởng Lý Tiểu Nam. Mỗi người đều có điểm yếu. Hơn nữa Lý Tiểu Nam chính là điểm yếu của hắn. Vậy có phải em cũng có điểm yếu không? Chuyện mà đội trưởng Tô Du Quan giá họa quả là rất nhiều. Tôi không có. Tôi bảo hiểm của cậu là sao? Chìa khóa từ đâu mà có? Chủ nhiệm, xem ra phải cho anh tự tay ra tay rồi. Để tôi hỏi Tam Tĩnh à, tại sao lúc ở chỗ tủ bảo hiểm là cái tên của Trần Thâm? Nếu như cậu đúng thật là không hổ thẹn thì nói rõ chuyện này với bên sở trưởng Tất đi. Tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh ta. Tại sao? Tất Trung Lương quá xảo quyệt. Tôi sợ anh ta hỏi linh tinh không cho tôi lối thoát. Được, để tôi hỏi. Chìa khóa cách bảo hiểm là ở đâu ra? Lý Tiểu Nam đưa. Lúc nào? Tôi không biết. Tôi không biết cô ta từ lúc nào để ở trong ngăn kéo nhà tôi. Cây vàng cũng là do cô ta đưa. Sao cô ta lại muốn đưa cây vàng cho cậu? Cô ta nói nếu như không ra ngoài được, vì tôi là người đã từng đối xử tốt với cô ta. Cô ta muốn để lại chút đồ cho tôi. Cái khác thì tôi không biết. Không biết vậy để tôi nói với cậu. Nếu Tiểu Nam đưa cây vàng cho cậu, chính là mong cậu có thể cao chạy xa bay. Cao chạy xa bay. Tôi đang là một đồn trưởng. Tôi đang làm ngon lành như vậy. Tại sao lại cao chạy xa bay? Chị của cậu Tô Thúy Lan mấy ngày trước ở chợ đen đem tất cả trang sức đem bán. Chính là vào hôm qua, Tô Thúy Lan đi đến công ty điện ảnh, đến chỗ của Lý Tiểu Nam, đi tìm Lý Tiểu Nam. Sau khi chị ta biết Lý Tiểu Nam bị bắt, chị ta lập tức chạy thoát khỏi người của chúng tôi, không biết đi về hướng nào. Tô Thúy Lan, cậu cũng định nói là cậu không biết chị ta đi đâu đấy chứ?
Chủ nhiệm Lý, tôi thật sự không biết chị tôi đã đi đâu. Chuyện bây giờ là như thế này. Tiền Lý Tiểu Nam đưa rồi. Chị của cậu Tô Thúy Lan trước khi chạy trốn, người cuối cùng gặp cũng là Lý Tiểu Nam. Tức là cho thấy mối quan hệ giữa Lý Tiểu Nam với chị em hai người không hề bình thường. Chủ nhiệm Lý, anh nghĩ quá nhiều là thế này. Chị của tôi cực kỳ thích Lý Tiểu Nam, chỉ hy vọng tôi có thể lấy Lý Tiểu Nam về nhà làm vợ, mới đối xử cực kỳ tốt với cô ta. Bởi vì chị tôi thích Lý Tiểu Nam, cho nên chị ấy thường xuyên đi tìm cô ta. Còn về chuyện chị tôi bán châu báu, chắc chắn là có muốn gom tiền chuẩn bị cho tôi kết hôn. Chủ nhiệm, trước khi chưa tìm được Tô Thúy Lan, đồn trưởng Tô chính là đối tượng có thông đồng với đảng Cộng sản. Tôi nghĩ rằng nên lập tức nhốt cậu ta lại, đồng thời điều tra nơi ở của cậu ta, tìm kiếm chứng cứ mới. Chủ nhiệm Lý, anh hãy nghe cho kỹ. Đây vô cùng rõ ràng là cái bẫy của Lý Tiểu Nam. Cô ta vì muốn bảo vệ Trần Thâm, cho nên cố ý hãm hại tôi. Anh hãy nghĩ thật kỹ. Tôi cho rằng tôi có thể suy nghĩ. Ý kiến của sở trưởng Tất, dân. Tam tỉnh à, thật ra rất nhiều người đều có cái nhìn không tốt về cậu. Nếu như cậu thấy bản thân không hổ thẹn với lòng thì nên nắm lấy cơ hội này, giải thích chuyện này cho rõ ràng, chặn miệng của bọn họ. Nhưng chủ nhiệm Lý, nhưng nếu có người, nếu như có người cố ý sắp đặt, anh ta muốn hãm hại tôi, anh ta có thể giấu chị của tôi đi. Tôi không thể tìm được chị của tôi. Gọi anh để chứng minh sự trong sạch của mình đây. Lẽ nào có người dưới mắt tôi hãm hại cậu sao? Lẽ nào tôi cùng với bọn họ để muốn hãm hại cậu sao? Xin lỗi chủ nhiệm Lý, tôi không phải có ý này. Nhưng chủ nhiệm Lý, tôi thật sự bị oan uổng. Anh phải tin tôi. Chủ nhiệm Lý, anh nhìn tôi đi. Tôi sẽ không nói dối, hãy nhìn tôi đi. Được rồi. Trung Lương, tôi nghĩ phía Lý Tiểu Nam đã đủ cặn tình cặn nghĩa rồi. Không cần khách khí với cô ta nữa đâu. Đã hiểu. Tam tỉnh, hôm nay nói những lời này, có vấn đề gì muốn nói thì cứ bảo họ nói với tôi. Các người có ý gì vậy? Rốt cuộc đầu các người mọc ở đâu vậy? Rõ ràng đây là một cái bẫy. Rốt cuộc trong đầu các người nghĩ cái gì vậy? Đây rõ ràng là Đất Trung Lương. Đất Trung Lương. Mặc kệ tôi Tam Tỉnh có phải là ma tước hay không, vào lúc này anh ta còn có đi đến ngân hàng. Cái này còn không phải ta đụng vào họng súng hay sao? Chỉ cậu cũng nghĩ là do Lý Tiểu Nam cố tình gài bẫy anh ta sao? Lần này anh ta bà với tay phụ nữ rồi. Mặc kệ tôi Tam Tỉnh có phải là ma tước hay không, lần này cậu ta ngã nhà một cú lớn như vậy, đối với chúng ta không phải là chuyện xấu. Lão Tất, anh đúng thật là giả hoạt. Tôi không bị được với Lý Tiểu Nam, nhưng muốn Tô Tam Tỉnh tự mình mở miệng mới được. Cậu yên tâm đi, tôi biết cậu không ra tay được. Không cần cậu quản đâu. Cậu chỉ cần tìm ra Tô Thúy Lan là được. Không phải là bị các anh bắt rồi sao? Cho dù cậu thật sự tìm thấy được Tô Thúy Lan, cũng nên giấu chị ta cho kỹ, nghe hiểu chưa? Hiểu rồi. Tìm không ra Tô Thúy Lan, tội danh cố ý bỏ trốn của Tô Tam Tỉnh sẽ càng giống thật hơn. Còn nói tôi xảo quyệt,
Đi đi. Đừng ra tay ác độc quá. Tô Tam Tỉnh trúng kế. Đối với kế hoạch của Trần Thâm mà nói, chỉ là một bước nhỏ của sự thành công. Nếu như Lý Tiểu Nam có thể dễ dàng nhận định là Tô Tam Tỉnh, vậy thì Tất Trung Lương nhất định sẽ nghĩ đến chuyện là do Lý Tiểu Nam cố ý hãm hại. Giống như vậy, Lý Mặc Quần và Kagesa cũng có thể nghĩ đến. Nhưng nếu Lý Tiểu Nam chịu đựng sự tra tấn mới chịu nhận định là Tô Tam Tỉnh, anh ta không biết Lý Tiểu Nam sẽ phải chịu đựng đau khổ như thế nào để có thể diễn được vở kịch này cho thật tốt. Trần Thâm lại một lần nữa không tự chủ được mà nghĩ đến Tể tướng. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy những người của Đảng Cộng sản mà Lý Tiểu Nam và Tể tướng tượng trưng đều có một sự cố chấp, kiên trì và ngoan cường giống nhau. Nụ cười của họ làm cho anh ta cảm thấy gánh nặng trên vai nặng hơn. Trong khi đó, tín ngưỡng cách mạng trong lòng anh ta cũng càng ngày càng bền vững hơn, như một cây đại thụ cao to. Chính là phòng này, xem xét cho kỹ. Lục soát đi. Nhanh lên. Nào. Biển đầu. Ở đây tại sao vẫn còn một cuộn len vậy? Để đó đi. Để đây. Kagesa tiên sinh nói qua, đối với Lý Tiểu Thư mà nói, đừng mất đi phép xã giao. Nhưng cô cũng biết những gì anh ta thật sự muốn. Cô cũng biết đó chính là ma tước. Cô có thể chịu đựng như vậy được bao lâu? Nhiều hình phạt như vậy có thể dùng đến mấy cái? Vợ tôi theo đạo Cơ Đốc, cô trước giờ luôn nói lòng người phải từ bi. Những thứ này cô đều biết. Nhưng cậu đối xử tốt với cô như vậy, cô là một người lương thiện như vậy, tại sao cô lại lợi dụng cô? Nếu như có một ngày cô biết được thân phận của cô có nghĩ đến cô sẽ khó chịu buồn bã thế nào không? Tôi không muốn cô buồn. Tôi cũng không muốn thấy bộ dạng không giống người của cô. Đã có người bị lộ, cho nên cho dù cô nói hay không nói, người Nhật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu như cô nói thì cô có thể cứu bản thân mình một mạng. Cô có hiểu không? Tất sở trưởng, anh có biết tấm lòng nhân từ thật sự là như thế nào không? Như thế nào? Tấm lòng nhân từ thật sự là tự mình trăn bảo nhắc nhở chính mình không nên làm điều ác, chứ không phải tự lừa mình dối người khi mình làm chuyện ác. Nói rằng mình đã cố hết sức mình để làm một người lương thiện. Tôi hiểu thế nào là sự thật luôn rất khó nghe. Nhưng tôi cũng biết cứng miệng không thể cứu mạng cô. Tôi cũng biết sự thật luôn rất khó nghe. Nhưng người làm việc ác như các anh, rồi sẽ có ngày người của tôi sẽ đến tìm anh tính sổ. Sớm muộn anh cũng sẽ chết trong tay ma tước. Tôi sẽ cho cô tính hết nợ ngay tại đây luôn. À,
lái xe kiểu gì thế? Không bị đâm chết cũng bị dọa cho sợ chết đấy. Xuống đây, xuống đây. Thôi thôi, người lái xe này chắc chắn có lai lịch lớn đấy. Chúng ta không được dây vào. Mau đi thôi, đi thôi. Tức chết được mà. Thôi đi. Xem cô còn cứng mồm được bao lâu. Tìm ngay cấp trên của em, bác sĩ Lưu. Chuyến liên lạc ở Thượng Hải không thể đứt. Đây là số điện thoại 2709. Alo. Ê. Alo. Là Lưu tiên sinh mà? Anh Lưu phải không? Tôi là trợ lý của bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, bác sĩ Lý bảo tôi hỏi anh. Gần đây có khỏe không? Cũng ổn. Cảm ơn bác sĩ Lý quan tâm. Mấy ngày này bác sĩ Lý phải đến Trùng Giang thăm một bệnh nhân. Hy vọng nếu có thời gian có thể gặp mặt anh một lần. Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Tôi đã bảo sẽ cho cô tính hết nợ luôn bây giờ. Tôi nhất định sẽ làm được. Sếp, cảm vấn xong chưa? Xong rồi ạ. Lý tiểu thư bị ngất rồi, sứ tòa cũng về phòng làm việc rồi. Cô có khai không? Không ạ. Sếp, nếu em là anh, em không đi gặp cổ đâu. Thật đấy, đừng đi nữa. Lão Tất ở phòng làm việc sao? Ông ta ở trong phòng à? Chứng cứ ở nhà tôi Tâm Tĩnh cũng lấy được rồi, bao gồm cả cuốn tạp chí đó. Được, cậu phái người trong sở đi tìm hết. Nếu như tìm được Tô Thúy Lan, tìm một chỗ nhốt chị ta lại, sau đó thông báo cho tôi. Dạ. Trong ánh mắt có sát khí. Có phát hiện gì không? Của Tô Tâm Tĩnh, của Lý Tiểu Nam. Của Tô Tâm Tĩnh, của Lý Tiểu Nam. Hai người này hoàn toàn là hai loại người khác biệt. Phong mã ngu đều không tương đồng, đồ đạc là hoàn toàn giống nhau. Cậu phân tích cho tôi xem, trong này có bí mật gì? Em thấy Tô Tâm Tĩnh không thể nào là kiểu người tiểu tiết. Thứ này giống gì không phải của anh ta. Chỉ có một khả năng, hai thứ giống nhau này nhất định là Lý Tiểu Nam đưa cho anh ta. Cho nên chiếc khăn này có khả năng thật sự là Lý Tiểu Nam đang cho Tô Tam Tĩnh. Khăn đang cho anh đó có đẹp không? Đang giống lưới đánh cá vậy. Giống lưới đánh cá. Em tốn bao nhiêu thời gian lắm, bao nhiêu tâm tư mới đang được thế này đó. Thử xem, dù gì cũng phải buộc anh lại, buộc chặt là được. Đẹp lắm, màu sắc cũng hợp với anh. Nếu dài thêm chút nữa là ổn, có phải không? Bề ngoài của ta dụ dỗ cậu, thật ra phía sau là yểm hộ cho Tô Tâm Tĩnh. Cầm lấy đi. Đồng chí Ma Tước, hãy quỷ thế lực của Tất Trung Lương trong nội bộ, rồi nhanh chóng lấy kế hoạch về không quay về. Bác sĩ Tô Tâm Tĩnh, đây là ông trời muốn cậu ta chết.
có hối hận không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đây không phải là thứ cô có thể chịu đựng được. Nhưng cô không đồng ý tiếp nhận sự nhân từ tôi dành cho cô. Còn có, bây giờ không cần biết cô có thể chịu đựng được bao nhiêu, đều vô ích rồi. Anh ta giấu trong nhà tôi tâm tỉnh một chiếc chìa khóa, túi bảo hiểm, ngân hàng giao thông và một quyển tạp chí ngữ tiên. Giữa hai người có trao đổi tình báo, phải để cho người Nhật tin rằng tôi tâm tỉnh chính là chim sẻ. Giấu đầu hở đuôi, ngu ngốc. Văn phòng sở trưởng. Chủ nhiệm Lý, đã tìm thấy chứng cứ tội phạm của Tô Tam Tỉnh. Bẫy. Đây là cái bẫy của Lý Tiểu Nam. Tôi, đây là âm mưu hãm hại tôi. Tôi căn bản không biết tờ tạp chí này xuất hiện ở nhà tôi từ lúc nào. Cuộn len này đã tìm thấy trong nhà cậu. Chiếc khăn này được tìm thấy trong nhà Lý Tiểu Nam. Cậu muốn giải thích thế nào? Có phải từ Bích Thành không? Không, chắc là không phải. Nhìn tướng mạo và thân hình đều không giống. Đó là thứ cô gái đó để lại. Là cô ta. Thì ra là cô ta. Khi đó người của chúng ta có thể bắt sống được Đào Đại Xuân ở ga tàu. Là cô ta nói cho Đào Đại Xuân, giúp cho hắn chạy thoát, sau đó đem quần len để lại hiện trường. Cô ta luôn biết kế hoạch của chúng ta. Vậy sao? Vậy tin tức quan trọng như thế này, tại sao trước đây cậu không báo cho chủ nhiệm Lý? Chủ nhiệm Lý, tôi thật sự không biết Lý Tiểu Nam. Khi đó manh mối bị cắt đứt, tôi liền không báo cho ngài. Tôi thấy để bảo vệ cô ta, cậu cố ý che giấu không báo cáo. Chủ nhiệm Lý, làm sao có khả năng đó chứ? Tôi luôn trung thành với tổng bộ đặc công, ngài biết điều đó mà. Chim sẻ, cô đừng có giả vờ nữa đi. Một mặt cậu mượn thế lực của tổng bộ đặc công, nhanh chóng tiêu diệt cục điều tra, quét chướng ngại vật cho đấu tranh đảng cộng sản. Một mặt cậu lợi dụng đường sơ hở và từ Bích Thành, chờ đợi thời cơ lấy trộm kế hoạch, vậy không đúng không? Làm sao có thể là chim sẻ được? Đừng cử động. Tất Trung Lương, tôi nói cho anh biết, tối hôm đó đường sơ hở trộm kế hoạch, vậy không, tôi vốn không ở Thượng Hải. Ai có thể chứng minh đây là đồng đảng Lý Tiểu Nam của cậu, hay là người chị Tô Thúy Lan không rõ tung tích của cậu? Chủ nhiệm Lý, tối hôm đó tôi đi Tùng Giang, có rất nhiều bà con ở Tùng Giang đã gặp tôi. Ngài có thể hỏi họ tìm vài người làm bằng chứng giả. Từ trước đến nay vẫn là thủ đoạn đắc ý của Tô Tam Tỉnh cậu. Tất Trung Lương, anh đừng có bất chấp sự thật, nói càng. Anh đừng có quên đường Sơn Hải là một ta tôi bắt được đấy. Nếu tôi là đồng bọn của anh ta, vì sao anh ta không tố giác tôi đi? Vậy thì sao chứ? Cậu chỉ là loại bỏ mọi thế lực của cục điều tra và thống kê quốc dân đảng. Cậu giết chết đường Sơn Hải, nhân thể có thể đã kích tôi để cậu ở lại tổng bộ đặc công ẩn nấp kỹ càng. Tính toán của cậu thật hoàn mỹ. Tất Trung Lương, anh đừng ngậm máu phun người. Đường Sơn Hải thà chết để bảo vệ thân phận của cậu. Có phải hai cậu đã thương lượng trước rồi không? Nếu có một ngày sau khi cậu lấy được kế hoạch về không, có phải sẽ đưa một bản cho Từ Bích Thành không? Chủ nhiệm Lý, ngài nhất định không được nghe anh ta nói sằng bậy. Phải tin tôi, chủ nhiệm Lý. Đây tất cả là cái bẫy của Lý Tiểu Nam. Cô ta yểm hộ cho Trần Thâm, cô ta đổ tội hãm hại tôi. Tất Trung Lương,
Anh vì bảo vệ người anh em Trần Thâm của anh, anh vì bảo vệ bản thân, anh nói sằng bậy, đổi trắng thay đen. Chủ nhiệm Lý, ngài phải tin tôi, phải làm chủ cho tôi. Xem ra những lời nói trước đây cậu ta đều quên rồi. Trung Lương, dân cho cậu ta nghe. Tôi trong mắt tôi, anh không phải là một người tốt, nhưng anh là người duy nhất đối xử thật lòng với tôi. Nếu còn được lựa chọn là một lần nữa, cô sẽ chọn tôi sao? Còn cơ hội sao? Có. Anh đồng ý bỏ hết danh lợi cùng tôi cao chạy xa bay không? Tôi đồng ý. Cái gì tôi cũng đồng ý. Còn cơ hội sao? Có. Chỉ cần cô chỉ ra ai là ma tước, Trần Thâm chính là ma tước, đúng không? Chỉ cần cô chỉ ra Trần Thâm chính là ma tước, cô có thể được tự do. Nếu tôi làm như vậy, anh có đồng ý từ bỏ danh lợi cùng tôi cao chạy xa bay không? Chỉ cần cô chỉ ra Trần Thâm là ma tước, tôi đồng ý. Cái gì tôi cũng đồng ý. Vậy được. Còn về ma tước là ai, sẽ để lại anh tự đi nói với tướng quân Kagisa. Tôi không nói vậy. Lúc đó tôi không nói như vậy. Có người hãm hại tôi. Anh lòng dạ nham hiểm. Tất Trung Lương, anh có ý gì? Có phải anh muốn hại chết tôi không? Tôi thật không ngờ được Lý Tiểu Nam vì cậu mà bị dằn vặt, thà chết không từ, mà cậu lại rũ bỏ tất cả mọi chuyện. Hóa ra khi đàn ông vô tình vô nghĩa thật không bằng một người phụ nữ. Trung Lương, cậu sai rồi. Sự hy sinh của Tiểu Nam là vì bảo vệ chim sẻ. Nếu hắn thật sự vô tình vô nghĩa bắt đứng Lý Tiểu Nam, vậy Lý Tiểu Nam gánh tội, xem như phí công rồi. Trung Lương đúng là kiến thức hạn hẹp. Đây chính là phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, vừa vô tình vừa hữu tình. Đúng vậy. Tôi hiểu rồi. Là cố ý. Tôi muốn gặp anh tá tướng quân. Tôi phải gặp anh tá tướng quân. Hai người cố ý. Các người muốn giết tôi. Hai người bị lừa rồi. Sự thật không phải như vậy. Tôi muốn gặp anh tá tướng quân. Đưa xuống. Hai người có ý gì? Rốt cuộc hai người có ý gì vậy? Hai người là cái thá gì? Mau đi. Tôi phải gặp anh tá tướng quân. Đi. Các người cố tình. Tất Trung Lương, Tất Trung Lương, thả tôi ra. Tôi phải gặp anh tá tướng quân. Tôi phải gặp anh tá tướng quân. Thả tôi ra. Cho dù trong mắt em anh không phải là người tốt, nhưng anh lại là người duy nhất thật lòng đối tốt với em. Nếu có thể lựa chọn lần nữa, anh có chọn em không? Còn có cơ hội không? Có. Anh nguyện từ bỏ danh lợi, cao chạy xa bay với em không? Anh nguyện. Anh tất cả đều nguyện làm. Vậy được. Còn về chim sẻ là ai thì để em tự nói với anh tá tướng quân đi. Nói như vậy, hai người đã điều tra kết quả rồi. Đúng thế. Cho dù Tô Tam Tỉnh vẫn chưa nhận tội, nhưng Lý Tiểu Nam trong hộp bảo hiểm ở ngân hàng gửi vàng thỏi cho anh ta. Lúc anh ta tới ngân hàng lấy vàng bị chúng tôi bắt được. Lý Tiểu Nam sống chết không chịu khai ra Tô Tam Tỉnh, còn mua đồ quý quà vật chứng,
Còn nữa, chị gái Tô Tam Tĩnh lúc Lý Tiểu Nam bị bắt cũng không rõ dấu tích. Tất cả mọi điều chứng minh Tô Tam Tĩnh chính là người của đảng Cộng sản. Điều này do anh điều tra ra hay do Tất Trung Lương điều tra ra? Là tôi thỏa ý của Tất Trung Lương đi điều tra. Lý chủ nhiệm, nửa năm gần đây ở đặc công tổng bộ sở hành động, người có công lớn nhất là ai? Nói tới trong nửa năm nay đập công nhiều nhất chính là Tô Tam Tĩnh. Nhưng anh ta tướng quân, nếu cậu ta không lập công, chúng ta làm sao có thể tin tưởng được? Tôi thấy cậu ta vì đứng vững ở đặc công tổng bộ. Đây là kết luận của anh hay của Tất Trung Lương vậy? Tôi, anh ta tướng quân, ý của ngài là nếu là kết luận của Tất Trung Lương thì tôi không thấy gì kỳ lạ chút nào. Tô Tam Tĩnh càng thuận buồm xuôi gió, Tất Trung Lương đương nhiên sẽ càng khó chịu. Nhưng anh ta tướng quân, chứng cứ rõ ràng mà, Tất Trung Lương gan lớn thế nào cũng không dám dưới mắt tôi hãm hạ Tô Tam Tĩnh, phải không? Anh nghĩ xem, chim sẻ mai phục ở đặc công tổng bộ đã lâu, Tô Tam Tĩnh mới tới vài ngày mà. Cho dù chim sẻ thực sự muốn phát triển cậu ta thì cũng nhanh quá. Vẫn còn một khả năng là Tô Tam Tĩnh trước khi vào đặc công tổng bộ có phải đã bị đảng Cộng sản xúi dục không? Chim sẻ bắt lâu vậy rồi, đặc công tổng bộ cũng xuất hiện và con ma chết thay, lần nào cũng là bằng chứng xác đáng. Chuyện trong quân âm thầm đối phó Cộng sản đảng tôi cũng đã nghe rồi, nhưng Cộng sản đảng cũng rất hiểu đạo nghĩa, hắn có lẽ sẽ không làm những chuyện mưu hại hữu quân. Tô Tam Tĩnh nếu thật sự là Trung Cộng, vậy thì Trung Cộng cũng sẽ không làm những chuyện dậu đổ bìm leo, hủy hoại thanh danh cả quân thống khu Thượng Hải. Phân tích của tướng quân rất có lý. Nhưng chim sẻ mà không phải là do Tô Tam Tĩnh thì có thể là ai? Người muốn Tô Tam Tĩnh chết là Lý Tiểu Nam. Cô ta làm như vậy là muốn bảo vệ chim sẻ thật sự. Chim sẻ là Tất Trung Lương hoặc là Trần Thâm. Cậu đi thử xem sao, tất nhiên rồi sẽ biết thôi. Thơm, thơm thật. Tôi ngửi thấy mùi thơm của mai khô xào thịt lợn, quả nhiên là có. Ăn đi nào. Không tồi. Trưởng khoa Ngưu, chuyện của Tô Tam Tĩnh ông nghe nói chưa? Chuyện gì? Tô Tam Tĩnh là Cộng sản, ngay cả chủ nhiệm Lý cũng đến mai cơ quan báo cáo. Chuyện lớn như vậy ông không biết thật đấy chứ? Tôi nói một câu thôi, chuyện này còn chưa rõ ràng, biết cũng làm như không biết. Chúng ta đấy, quản cái miệng của mình cho tốt, có đồ ăn ngon là được rồi, tuyệt đối đừng có nói bừa cái gì. Trong tổng bộ đặc công chúng ta, những người lật mặt trở mặt nhiều lắm. Ngày nào đó không cẩn thận đắc tội với thần tiên nào đó, mình chết thế nào cũng không hay. Lúc đó là phiền phức to. Trưởng khoa Ngưu, câu này của ông quả là cao ngôn đáng khắc ghi. Nào nào, ăn nhiều vào. Được được, ăn đi. Ăn nhiều chút.